Dạ vâng ạ, em xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2020. Thì em xin phép được cập nhật nhanh những cái mẫu xe mà bên em đang có bán tại cửa hàng và giá cả và thông tin chi tiết từng chiếc xe. Thì xin mời quý vị, xin mời các bác theo chân em để chúng ta có thể xem những clip mọi người nhé. Vâng, thì cũng trước khi vào câu chuyện thì em xin được nhấn mạnh với mọi người là bên em bán xe ra thì cam kết cho các bác là xe bên em là không đâm đụng và không ngập nước, hoàn toàn là cố gắng mang đến cho các bác những chiếc xe mà nó tốt nhất có thể. Về xe bên em bán ra thì các bác là hoàn toàn yên tâm tin tưởng, bởi vì rằng là bên em có chế độ bảo hành này 6 tháng và cam kết cho mọi người là xe không đâm đụng và không ngập nước, pháp lý là đầy đủ và test hãng vô tư mọi người nhé. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2020, thì em sẽ được cập nhật nhanh cho các bác những mẫu xe mà bên em còn bán tại cửa hàng. Thì chiếc đầu tiên trước mắt chúng ta đây là chiếc Kia Rio phiên bản sedan, sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu năm 2017, tên tư nhân biển Hà Nội, xe màu trắng, số tự động mọi người nhé. Về giá bán thì mong mọi người thông cảm giúp em là em sẽ nói một cái giá chào bán thôi ạ. Giá có tham khảo và giá có thương lượng mọi người nhé. Giá có linh động thì bác làm thiện chí lên xem xe. Thì xin giới thiệu lại mọi người, đây là chiếc xe Kia Rio sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu năm 2017, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu, xe sedan hai đầu mọi người nhé. Số tự động máy 1.4, màu trắng, nội thất kem. Chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 450 triệu mọi người nhé. Dạ vâng, bên em đang chào bán với giá là 450 triệu. Xe số tự động, xe rất đẹp, 2016, đăng ký 17, xe chạy hơn 3 vạn thôi. Tất cả mọi thứ nó còn rất đẹp mọi người nhé. Bên em bán xe là bảo hành 6 tháng cho mọi người, cam kết luôn. Chiếc xe này là một chiếc xe nhập khẩu. Và 2016, đăng ký 17, sedan mọi người nhé. Bác nào mà muốn xem ảnh chi tiết hay là video chi tiết thì có thể gõ tên từng xe trên YouTube. Ví dụ như là các bác gõ vào phần tìm kiếm là Kia Rio Bình ô tô cũ là họ là nó sẽ ra chiếc xe này chi tiết hơn mọi người nhé. Bởi vì chiếc xe này em đã làm chi tiết rồi. Và các bác nào mà muốn xem ảnh thì chúng ta có thể kết nối Zalo theo số điện thoại 0968831280. Các bác vào Zalo của em và vào trang cá nhân và chúng ta xem ảnh và thông tin cụ thể mọi người nhé. Và đi sang bên cạnh chúng ta đây là chiếc Toyota Camry. Chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0e, máy xăng, số tự động, sản xuất năm 2013, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu, màu đen, nội thất kem. Chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 675 triệu mọi người nhé. Xe thì rất đẹp luôn, toàn xe lướt mọi người nhé, xe nó rất là mới. Tất cả chiếc xe này em đều quay chi tiết rồi. Thì do vậy là bác nào mà quan tâm thì có thể tìm kiếm trên thanh công cụ. Ví dụ như là chiếc các bác gõ là Toyota Camry Bình ô tô cũ là nó sẽ ra chiếc xe này mọi người nhé. Camry 2.0e, máy xăng, số tự động, rất là mới. Chiếc xe này chạy 4 vạn xịn và màu đen rất là đẹp luôn. Rồi, Toyota Camry 2.0e, máy xăng, số tự động, sản xuất năm 2013, tên tư nhân biển Hà Nội, 675 triệu mọi người nhé. Giá có thương lượng, giá tham khảo mọi người nhé. Và đặc biệt đây là một chiếc xe phải nói là siêu lướt, chạy 6.000 cây số mọi người nhé. Xin nhấn mạnh với mọi người là chiếc xe này chạy 6.000 cây số ạ. Đây là chiếc Mazda 6 phiên bản 2.5 Premium, sản xuất năm 2018, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu, màu đỏ đun mọi người nhé. Chiếc xe này chạy có 6.000 cây thôi, 6.000 cây. Thì chiếc này em chưa làm clip chi tiết, do vậy bác nào quan tâm thì ngày để giúp em ngày mai em sẽ làm clip chi tiết mọi người nhé. Hôm nay em chỉ quay qua cho mọi người cập nhật thôi. Đây ạ, Premium 2.5 Premium, rất là mới luôn, chạy có 6.000 cây mọi người nhé, 6.000 cây ạ. Các bác có thể test hãng vô tư luôn, lỗi em chỉ tặng xe cho mọi người nhé. Nếu như xe lỗi em tặng xe cho mọi người ạ, xe rất là mới ạ. Chiếc này xe mới thế nào thì xe này nó lại như vậy. Biển 30F49759. Rồi, chiếc Seato này thì bên em bán rồi. Và ở ngoài vỉa hè đây thì là chiếc xe Mazda 3,
phiên bản hatchback sản xuất năm 2010 tên tư nhân biển Hà Nội, xe nhập khẩu Đài Loan, số tự động máy 1.6 mọi người nhé, bản đủ ạ. Màu trắng nội thất đen bên em đang chào bán với giá là 355 triệu, giá có thương lượng một chút ạ. Dạ vâng. Đi sang bên này thì xin giới thiệu với mọi người, trước mắt chúng ta đây là chiếc Kia Cerato phiên bản 1.6 số tự động sản xuất năm 2016 tên tư nhân biển thành phố mọi người nhé, chiếc xe này là biển thành phố ạ. Các bác về Hà Nội hay là Sài Gòn không mất 20 triệu tiền biển đâu. Màu vàng cát, nội thất là kem. Chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 538 triệu mọi người nhé. Mới lắm ạ. Và Cerato, Kia Cerato 2016. Và nội thất đen pha kem này, rất là mới. Xe chạy 6 vạn xịn ạ. Chiếc xe này là gốc thành phố, màu vàng cát, Kia Cerato rất là đẹp. Rồi, còn bên cạnh đây thì xin giới thiệu với mọi người, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Yaris sản xuất năm 2010 tên tư nhân biển Hà Nội, đăng ký lần đầu năm 2011, một chủ từ đầu, màu trắng, nội thất kem, số tự động mọi người nhé. Chiếc xe này thì siêu tiết kiệm nhiên liệu rồi. Chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là hơn 300 một chút mọi người nhé. Vâng, giá hơn 300 một chút ạ. Đây, một đầu Yaris này. Đó. Rất là mới, rất là đẹp. Và điều đặc biệt, đặc biệt là chiếc Toyota Corolla XLi này. Chạy 4 vạn 6 năm hay. Xin giới thiệu mọi người, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Corolla XLi phiên bản nhập khẩu Đài Loan, sản xuất năm 2011, tên tư nhân biển Hà Nội. Chiếc xe này cá nhân một chủ sử dụng từ đầu mọi người nhé. Xe rất là đẹp luôn, chạy có 4 vạn xịn thôi. Màu ghi xám ạ. Chiếc này hôm qua em đã quay clip chi tiết rồi. Do vậy là bác nào mà quan tâm thì alo cho em số điện thoại em để phần mô tả mọi người nhé. Và chiếc mạc này chút nữa em sẽ quay chi tiết sau này, bởi vì chiếc mạc này cũng rất là đẹp này. Mạc này một chủ từ đầu luôn. Rồi, thì hôm nay em là Bình Ô Tô Cũ Hà Nội. Thì nếu là lần đầu tiên xem clip của em thì mong các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ mọi người nhé. Các bác luôn nhớ ấn nút đăng ký kênh để chúng ta có thể tự động cập nhật những video mới nhất mà em về theo năm tháng. Một lần nữa em cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình. Em chào các bác ạ.